tuy xe không cộng một pin chip không email FB Đỗ Duy Ngọc 1/3/2018 mùa xuân là mùa lễ hội bởi xứ ta thuộc văn minh lúa nước. Mùa xuân là mùa mà ruộng vườn đã thu hoạch xong, công việc nhàn rỗi, tiết trời thuận lợi cho những cuộc hội hè. Cha ông ta cũng đã bảo từ xưa là tháng riêng là tháng ăn chơi, cho nên chơi cho thỏa. Theo tìm hiểu thì Nepal là một trong số quốc gia có nhiều lễ hội nhất thế giới, có tới 120 ngày lễ trong một năm, phần lớn là lễ hội tôn giáo. Mỗi lễ hội như vậy thường kéo dài hàng tuần, thậm chí cả tháng. Gần như ngày nào thành phố Kathmandu cũng tràn đầy không khí của lễ hội. Bên cạnh đó, nước Colombia ở Nam Mỹ một năm họ có trên 1.000 ngày Tết dân tộc, quân bình mỗi ngày có gần tới 3 cái Tết. Riêng Việt Nam ta, mỗi năm có trên dưới 8.000 lễ hội, một con số cũng kinh đó chứ, cũng thuộc hạng top 10. Đa số lễ hội đều diễn ra ở miền Bắc, và trong các lễ hội đó, có khá nhiều lễ hội có hình thức cướp lộc, cướp phết, cướp ấn, cướp trái. Các lễ hội mang tính cướp giật đó diễn ra hỗn loạn, mang tính bạo lực cao, và đương nhiên có đổ máu. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có một nghiên cứu nào để lý giải tại sao các lễ hội ở miền Bắc luôn có hình thức cướp giật mà ở miền Trung và miền Nam thì hiếm thấy. Vì mê tín dị đoan hay vì bản chất ưa chuộng bạo lực, hoặc vì xuất phát từ lòng ích kỷ chỉ muốn cho riêng mình và gia tộc mình được thịnh vượng, ăn nên làm ra, phát tài phát lộc. Còn cộng đồng những người quanh mình thì chả cần phải quan tâm, sống chết mặc bay. Gửi lên đây một số hình ảnh lễ hội đã và đang diễn ra ở miền Bắc. Cũng xin nhấn mạnh đây là thực tế đang xảy ra. Người viết chỉ thắc mắc trên tinh thần tìm hiểu, không có tính phân biệt vùng miền, cho nên không nên nói nặng lời, chửi rủa ở đây. Xin cảm ơn. Những hình ảnh đều được lấy từ các báo trong nước đã đăng tải. Tuyết xe không cộng một pin chip không email.